Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm món cơm chiên với trứng cuộn kiểu Nhật Bản nha. Món này cũng nổi tiếng bên Nhật Bản á, nhưng mà mình làm theo cái kiểu của mình nha. Cái món này nó có tên tiếng Nhật là Kichi Kichi Omurice. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm nha. Thành phần hôm nay thì cũng có cơm chiên mọi người thấy không? Cơm trắng mình nấu trước rồi mọi người, mình cho một ít dầu ô liu vô mình nấu thì nó ngon hơn, nó không bị dính. Với lại có mình lấy lạp xúc xích với lại trứng gà này, nấm rơm, cà rốt, tỏi, hành, lá với lại ớt đỏ. Với lại sốt thì mình lấy cái sốt hoisin sốt này mình biến tấu ra nè, mọi người thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ chuẩn bị làm nha mọi người. Thôi mời cả nhà ăn cùng mình nha. Thật sự ra thì cái món trứng cuộn với cơm chiên này mình phải nhanh, tại vì mình vừa quay phim vừa nấu ấy, cho nên khi mình đánh cái trứng omelet ấy, nó để mình chờ mình set up cái máy quay ấy, thì nó sẽ khô lại, nó cứng lại, thì khi mình cắt ra nó sẽ không ở nước trong, ở trong nó không có nước, nó không lật ra được. Đó, cái này mình phải làm nhanh thì nó mới ở trong nó còn sống ấy, nó có mình cắt ra thì ở trong có nước chút nó sẽ chảy ra được. Đó. Còn tại vì cái này mình vừa quay vừa làm cho nên nhiều khi nó để cái thứ nó cứng ngắc này. Ừ. Mời cả nhà ăn của mình nha. Mọi người thấy không? Voilà. Thấy không? Mình thử làm xem có giống không nha. Đấy, cái trứng này nè, mình để lâu quá, mình đánh nó cũng cứng ngắc lại. Đó, thấy không? Đó. Mình chế theo cái nước sốt ăn cái tương nước tương ăn với tương đen á, ăn với gỏi cuốn ấy cũng ngon lắm mọi người. Sốt hoisin ấy ăn cũng rất là ngon.